Nhà đất quận 12 kính chào tất cả quý anh chị, cô chú, khách hàng thân thương đang xem trực tiếp trên kênh YouTube Nhà đất quận 12. Và lời nói đầu tiên, Phúc xin cảm ơn tất cả quý anh chị, cô chú đã luôn quan tâm và theo dõi kênh Nhà đất quận 12 trong suốt thời gian qua. Và hôm nay để tiếp tục kết nối gửi đến cho quý anh chị những căn nhà mẫu mã đẹp, sổ hồng riêng, mua bán chính chủ, thương lượng trực tiếp với chủ, mua bán công chứng sang tên trong ngày. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại trục đường chính Hà Huy Giáp, phường Thành Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để gửi tới quý anh chị khách hàng một căn siêu phẩm nhà phố được hoàn thiện xong, sổ hồng mới, hoàn công năm 2022. Với tổng diện tích chiều ngang là 4m7 và chiều sâu là 15m, với kết cấu một trệt một lửng lên đến 3 lầu, công năng sử dụng một radio ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía sau. Với hướng chính căn nhà là hướng đông bắc, phù hợp với quý anh chị mệnh phong thủy đông tứ trạch. Và căn nhà được chào bán với giá khá là mềm, chỉ hơn 6 tỷ một xíu. Thì trước khi di chuyển vào bên trong căn nhà, chúng ta sẽ tham quan con đường trước nhà. Đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 8m và có vỉa hè 2m và cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng 30m. Căn nhà nằm ở vị trí góc hai mặt tiền, thuận tiện cho quý anh chị vừa ở vừa kinh doanh online, mua bán tạp hóa, mở spa, mở văn phòng công ty thì rất là ok. Trước khi di chuyển vào bên trong, chúng ta cùng tham quan đến mặt tiền căn nhà một lần nữa. Với mặt tiền được thiết kế tân cổ điển 2022, khá là khang trọng và hài hòa. Với tông màu trắng là tông màu chủ đạo, ban công thì được làm bằng sắt mạ đồng, rất là kiên cố và chắc chắn. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong để tham quan căn nhà. Phía trước căn nhà chúng ta có một thềm ba khoảng 2m, có thể đậu được 4 đến 5 xe máy. Mặt dựng của căn nhà thì được gia chủ dán đá hoa cương rất là sáng và sang trọng. Tiếp theo là chúng ta có hai lớp cửa bảo vệ, một lớp cửa nhôm sinh pha, một lớp cửa cuốn. Căn nhà thì được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu và nằm góc hai mặt tiền nên tạo cho không gian phòng cách rất là rộng và thoáng. Hai bên tường thì cũng được gia chủ trang trí với chúng ta những bức tranh và tranh dán tường. Phía trên là trần hệt cao và hệ thống đèn chùm khá là sang trọng. Phía bên phải chúng ta có một lớp cửa kiến và cửa cuốn, nếu mở ra thì rất là sáng và thoáng. Đây là toàn bộ không gian phòng khách. Căn nhà thì được gia chủ trang trí cho chúng ta khá là nhiều hoa và tranh. Thì được gia chủ ép sát vào tường, tạo cho căn nhà có không gian rất là rộng và thoáng. Khu vực phòng bếp thì cũng được gia chủ chừa cho chúng ta một khoảng không để một tủ lạnh side by side loại lớn. Hệ thống tủ bếp thì được gia chủ thiết kế bằng gỗ xoài. Mặt bếp thì được làm bằng đá hoa cương kim sa và hai bên cũng được dán gạch. Căn nhà của chúng ta nằm ở vị trí góc hai mặt tiền nên phòng khách, phòng bếp đều có cửa thông ra, rất là thoáng và mát. Phần thềm ba này là khoảng hơn 1m7, là cũng không gian trong phần đất của chúng ta. Chúng ta có thể đậu xe máy hoặc là buôn bán cà phê, rất là ok. Phía cuối căn nhà chúng ta còn là khoảng 1m là hệ thống giếng trời và một cái nhà vệ sinh dùng cho tầng trệt và khách đến chơi nhà. Và bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ nhìn lại không gian tầng trệt trước khi tiến lên tầng lửng và tầng 2, tầng 3. Không gian rất là thoáng. Và bây giờ chúng ta sẽ thông lên tầng lửng. Tay vịn cầu thang thì được làm bằng gỗ gõ đỏ và kính cường lực. Phía dưới thì được lót đá hoa cương kim sa màu đen rất là sang trọng. Và đây là không gian tầng lửng, cũng được gia chủ trang trí cho chúng ta rất là nhiều tranh ảnh và những vật lưu niệm rất là đẹp. Tầng lửng thì cũng được gia chủ thiết kế cho chúng ta một phòng khách. Vậy là chúng ta có hai sự lựa chọn, một là phòng khách nằm ở dưới tầng trệt, hai là phòng khách nằm ở tầng lửng. Chúng ta có thể dùng phòng này để làm phòng ngủ cho những người lớn tuổi trong gia đình. Căn nhà của chúng ta thì rất là nhiều cửa sổ, rất là nhiều gió và sáng vào căn nhà, không gian mở rất là thoáng.
Căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 4m7 và chiều sâu là 15m, được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Công năng sử dụng là một gara ô tô, một phòng bếp, một phòng khách, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía sau, và được chủ chào bán với giá là 6 tỷ 200 triệu. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể điện thoại cho Phúc hay số điện thoại góc màn hình để sẽ xem trực tiếp vị trí căn nhà, và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Căn nhà này thì mới 100% và sổ hoàn công năm 2022 nên sẽ bán rất là nhanh. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì chúng ta có thể nhanh chân điện thoại cho Phúc nha. Từ vị trí căn nhà chúng ta đi khoảng 50m là tới trục đường chính Hà Huy Giáp, và đi khoảng 100m là tới trường Cao đẳng Điện lực, và về tới Gò Vấp khoảng 10 phút đi xe máy, và về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 phút đi xe máy. Một vị trí rất là đẹp. Khi chúng ta mua căn nhà này sẽ được chủ tặng lại toàn bộ nội thất trong căn nhà, bàn ghế tranh ảnh, chúng ta chỉ việc xách vali vào ở. Một căn nhà mới xây hoàn toàn, mới 100%, rất là đẹp nha quý anh chị. Và đây là tầng 1, có phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Đây là phòng ngủ số 1, được gia chủ trang trí cho chúng ta một bức tranh, một cái giường với một tấm ga niệm màu xanh rất là sang trọng. Không gian còn lại thì rất là rộng và rất là nhiều cửa sổ, dùng để lấy gió lấy sáng thì rất là tốt. Mỗi phòng ngủ chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ với các công năng lavabo, bồn cầu khói, vòi tắm hoa sen và gương soi. Toilet cũng được gia chủ dán gạch phun tường lên tới nóc. Không gian rất là rộng và thoáng. Cửa thì được gia chủ làm bằng gỗ căm xe. Và đây là phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 2. Cũng được gia chủ trang chế cho chúng ta một cái giường và một tấm nệm và rất là nhiều tranh với tông màu trắng và xanh, tạo cho không khí mát mẻ cho căn nhà. Phòng nào chúng ta cũng có rất là nhiều cửa sổ hết nha, dùng để lấy gió và lấy sáng. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta có một cái ban công đầy ắp cây xanh. Ban công thì có chiều ngang là hơn 1m7 và chiều đưa ra là 1m. Và đây là con đường trước căn nhà của chúng ta, cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng 50m. Từ vị trí này chúng ta có thể thấy đường chính Hà Huy Giáp. Phía trước đầu đường chúng ta có một siêu thị Bách Hóa Xanh, rất thuận tiện cho quý anh chị đi chợ, rất là gần. Căn phòng này được trang trí chúng ta rất là nhiều tranh. Và đây là nhà vệ sinh của phòng 2, rất là sang trọng, lavabo bồn cầu, phòng tắm có kính cường lực che riêng và hệ thống gương soi có đèn led. Hai bên tường thì cũng được gia chủ dán gạch phun lên và vòi tắm massage cực kỳ cao cấp. Và bây giờ chúng ta sẽ thông lên tầng 2. Chiều ngang của cầu thang có diện tích là 1m, hai người chúng ta đi qua lại thoải mái. Lầu 2 thì cũng có phòng ngủ phía trước và phía sau, cũng mỗi phòng tắm riêng. Đây là phòng ngủ phía trước, cũng được chủ tặng lại chúng ta một cái giường và trang trí rất là nhiều tranh. Và cũng có ban công phía trước, giống như tầng 1. Phòng này thì với tông màu trắng xám, rất là mát mẻ. Và cũng có nhà vệ sinh riêng, lavabo bồn cầu, kiến có đèn led và hệ thống vòi tắm massage rất là cao cấp. Và bây giờ đây là phòng ngủ thứ tư, thì để trống có thể cho quý anh chị để làm dùng làm kho hay là phòng chứa đồ, phòng đọc sách, tự mình thiết kế. Và cũng có nhà vệ sinh riêng. Mỗi phòng thì đều được gia chủ design theo một cái phong cách riêng, một màu khác nhau, không có trùng lắp với nhau. Đây nhà vệ sinh cũng đầy đủ các công năng lavabo bồn cầu, vòi tắm hoa sen và cũng được gia chủ dán gạch lên cao phun tường. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có chiều ngang là
4m7 và chiều sâu là 15m, pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công mới năm 2022. Thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu và được chủ gửi bán với giá là 6 tỷ 200 triệu. Và đây là không gian lầu 3, phòng giặt phía sau và phòng thờ phía trước. Đây là phòng giặt phía sau, chờ cho chúng ta một khoảng không rất là rộng để chúng ta để máy giặt và một cái xào phơi đồ. Và đây là không gian sân thượng phía sau, rất là rộng. Sân thượng phía sau thì chúng ta có một cái cầu thang, cũng được gia chủ đổ cho chúng ta nửa tấm để bồn nước nóng, nước lạnh, máy năng lượng mặt trời. Căn nhà thì được thiết kế với tông màu trắng, rất là sang trọng và sạch sẽ. Đây là con đường bên hông căn nhà của chúng ta, thông ra tứ hướng, thông qua đường TX38, kế trường mầm non qua Đỗ Quyên, khu dân cư ở Đông Kín. Phía trước là phòng thờ, cũng rất là rộng. Nơi đây chúng ta có thể để một cái tủ thờ, để thờ ông bà tổ tiên. Video review căn nhà của em đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông thông báo để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Đây là căn góc hai mặt tiền có giá 6 tỷ 200 triệu. Phía bên hông chúng ta còn hai căn nhà. Đường trước hai căn nhà này cũng có chiều ngang là 6m và cũng có vỉa hè là 2m. Nhưng đang trong giai đoạn hoàn thiện 97%. Và cũng được chủ gửi bán với giá là 5 tỷ 600 triệu. Thiết kế cũng tương đồng giống như căn góc hai mặt tiền, nhưng giá hai căn này chỉ có 5 tỷ 600 triệu. Và khoảng trong vòng khoảng 3-4 đến 4 ngày nữa, hai căn này cũng sẽ hoàn thiện. Và bàn giao cho quý anh chị cũng sổ hồng riêng, sổ hồng hoàn công năm 2022. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể điện thoại cho em số điện thoại góc màn hình nha. Ba căn thiết kế giống nhau, nhưng căn đầu thì góc hai mặt tiền, giá cao hơn. Hai căn phía bên hông có giá 5 tỷ 600 triệu, cũng được thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu. Giống như căn này. Từ vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy trục đường chính Hà Quy Giáp nha quý anh chị. Phía trước có một cái bách hóa xanh và siêu thị Công Cưng. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video sau.